Rồi. Xong này đi. Rồi. Tác nằm đâu ta? Đây, nằm đây cái này. Là đây, nó đây. Đó. Rồi. Nhịp nhịp mấy nhịp sức mấy nhịp sao tương tự nha. Rồi, khi mình chỉnh xong rồi đó. Này là 200. Đó, như thế này. Rồi, thì cái này tiếp tục là cái tag. Đó, thì mình tag PG này, mình annotate tag bakery nè. Đó, mình chọn một anh thép này, mình tag. Nó không yêu cầu các bạn cung cấp cái số hiệu, mình chỉ nó cho bạn yêu cầu là phi và đường kính thôi. Thì tương tự mình sẽ chỉnh thằng này lại cho nó đúng yêu cầu mình muốn. Này cho nó xa quá, kéo lại gần xíu. Rồi thì khi có những trường hợp nè, nhất là full, là sao vừa có số hiệu, tức là thép sàn á, vừa số hiệu vừa đường kính vừa spacing. Rồi thứ hai là như thế này, là thép đai là chỉ có đường kính spacing thôi. Và cái thứ ba là thằng này chỉ có số lượng đường kính thôi, không spacing. Ồ, số hiệu đường kính, số lượng không spacing. Đó thì mình sẽ tạo ra ba trường hợp cho ba cái luôn, tức là sử dụng cái biến ẩn hiện á, visible để mà mình tạo ra cái đó. Rồi. Đây. Anh có diameter spacing nè. Sửa lại là number phải diameter and spacing. Rồi, new cái mới là gì? Cái lỗi hai là gì? Gì ta? Diameter and spacing không. Rồi. Hai lỗi rồi, cái lỗi thứ ba là gì? Là number phải quality and diameter. Đó, ok. Ba loại thế này. Tương tự mình gán cho nó hàng này là cái label. Đây, quên, không thấy biến visibility, ok. Visibility nè. Tích tương tự với cái hàng kia thôi, tích vào đây. New cái mới, thằng này là number nè. Type đi. Này là trong cái visibility, ok. Khi đó thì cái này các bạn không thể nào tạo chung một cái label được, tại vì nó ẩn hiện, nó chỉ ẩn một một cái này thôi, tức là khi để mà từng cái riêng á, các bạn phải làm riêng ra từ cái label đó. Thì cái này mình copy nè, xuống 10 đi, mình chỉnh cái này lại là bỏ spacing đi, còn diameter cho nó lép đi. Đó, thế này. Rồi tiếp tục này, mình bỏ parameter còn spacing. Đó, tương tự là left luôn. Rồi như thế này, thì khi đó những biến này bạn bạn thể ẩn hiện riêng từng cái được. Rồi mình còn một cái là
quality. Cái quality á thì nó bạn thấy nó nằm trước diameter và number này. Để mình tạo cái label này là quality. Đây, bữa hôm mình có phân biệt giữa quality và count rồi đó. Đây không có count thì các bạn nhớ là cái việc đó hai đi đó, nó chỉ là số 2, này là 1.5, chỉnh nó thành 2.5 đi. Rồi, thứ nhất á nè, giờ là làm từng cái từng rối nè. Một cái là number rồi nè, này là diameter, một. Tại sao một thì mình sẽ nói lại sau. Ok, thằng này là spacing, nè. Ok nè. Rồi, tuyển 3 năm tên nằm dưới. Ok, đó. Bây giờ nhất là number nè, không, diameter spacing trước nè. Diameter spacing thì mình bỏ tích cái hàng number đi, mình cho number lên để theo thứ tự trên xuống dưới đó. Trường hợp này á, bỏ number đi rồi, ok, không gì hết. Trường hợp dưới là diameter này để hết, diameter đi, number diameter spacing để hết rồi. Trường hợp thứ ba nè, trường hợp thứ ba thì mình sẽ bỏ tích hàng spacing và hàng diameter một đó, ok nè. Mình sẽ copy hàng này xuống đó, thì cái copy nó sẽ giữ cái biến này. Mình sẽ chuyển nó thay vì là thành diameter một, mình sẽ new nó là thành diameter 2. Để mà có biến quality nằm giữa. Tại vì cái này nó không có, tức là mình cái biến này nó không theo cái một cái đường, là giống như giả sử nếu nếu bình thường á là mình sẽ tạo một cái reference plane, là mình kéo mua cái biến một cái này đi, thì mình sẽ không cần phải tạo cái biến diameter 2, do thằng thứ hai á, thì nó đang cái vị trí của nó là nó phải nằm sau cái hàng quality nè, nên mình kéo như thế này đó, quality nè, bạn kéo nó chở cho nó quality quality qua quality chẳng hạn, visibility luôn. Ok, ok nè. Rồi thì khi đó nó diameter một nè, diameter and spacing nè, là bỏ bỏ hàng một, bỏ hàng khoảng vector spacing number nè, một nè, ok, không có number vector spacing, bỏ biến quality đi. Hai nè, number diameter spacing, number nè, diameter spacing nè, bỏ quality đi đó. Và cái cuối cùng á, cuối cùng là number nè, tick number nè, quality tick quality nè, diameter thì mình sử dụng cái diameter 2 chứ không sử dụng diameter 1 đó. Ok, như thế này đó. Thì khi mà người khác edit family họ sẽ ra được cái đám rừng này, nhưng mà do mình hoạt động bằng cái visibility này cho nên là nó vẫn hoạt động bình thường. Rồi, mình load này vào.
Rồi, dưới, ok. Thì đây mình chọn cho nó là Data Spacing. Ồ, mình quên ẩn cái dòng này đi. Dòng này nó cũng hiệu biến visibility nè. Mình cho nó biến circle. À không, mình chạy cho nó chung chạy với biến number luôn, tại vì có number thì có mới có cái dòng đó. Rồi mua hàng này xuống đi, này xa quá mình thấy không, mình cho nó hai chữ số đi để mình canh cho nó dễ. 20 đó, ok, kéo này lên rồi lót vào. Đây là diameter spacing. Nếu mà nó một chữ số thì nó sẽ rất là nhỏ, thì thằng này đó các bạn để ý nha, nó thường nó đánh cho cốt đai và cốt thép thì nó hai chữ số như thế này. Còn đánh cho thằng thằng sàn nữa. Nó có một cái khoảng trống giữa như thế này thì nó, mình check xem, sao có chữ cách space bar này đến đây. Này spacing là một nè, bạn thấy không? Này space là 3. Bạn click cái này đi, bạn chỉ nó về, bạn cho nó, rồi bạn kéo nó qua lại. Đó, nó tiến thành một rồi. Oops. Vì lát không hay một sáu này. Đó. Như thế này lót vào, cái khoảng space này sao nó có một khoảng space nằm ngay giữa như thế này. Wrap with để mình check chút xíu. Không gì hết. Align để mình check xem. Gần hơn một chút rồi.
chúng nó yêu cầu mình phải lại lại right. Để mình check hết tất cả trường hợp xem. Mail. Khi mà number này nó ok này. Hàng 12 xem. Đó, thì hàng này 10 nó vẫn không bị lỗi. Ok. Tức là hai số không bị lỗi, còn hàng spacing number này vẫn bình thường. Cột này đây. Sorry, number này nó lại nằm xa. À, hiểu rồi. Kia một số, này hai số. Thì vì sao thằng thằng này nó bị xuống hàng? Đây. Này số 2 không? Ok đúng rồi, nó đúng rồi. 9 cây. Phi 8 này. Thì vậy vẫn ổn, cách ra một khoảng. Một khoảng này hơi nhiều. Ê, sorry. Thì rồi đó, thì cái đây đó thì mình sẽ giải cái này là cái tag đó, thì này số tag. Thì cái tag thì mình nói cái ưu điểm nhược điểm cho nói các bạn đó. Đây này cũng tương tự, khung này là 1/50, hình quá nó không bị đứng. Ok. Đã đây, thấy chưa? Tag sẽ ra được như thế này. Đó, thì những cái nhịp còn lại tương tự. Rồi. Vậy là xong cái nhịp cái dầm theo phương ngang này rồi. Giờ theo cắt mặt cắt để mà show thằng này. Thì mình cắt coi. Đây mình cắt thế này. Này các bạn thấy nó bó lỗi do mình đang tắt cái mặt cắt đi. Annotate nè. Section bật nó nở lên đây đó. Thì để mà có được cái mặt cắt giống như này á thì mình cũng cái này là một cái family
Đây cái mặt cắt là một cái family 2D section đây nè. Nó đây nè. Đó thì là các bạn tương tự với cái hàng level như grid gì đó. Đó thì bạn edit family của hàng kia, bạn load vào đây và bạn duplicate này lên một cái, hoặc bạn chỉnh sửa trực tiếp vô hàng này là cái chọn cái của hàng mới mình chọn vào thì nó sẽ ra được cái hình dạng mặt cắt như thế này. Rồi các bạn sẽ, mình kéo này rộng ra chút xíu dễ nhìn. Rồi mình vào đây mình go to view nè, nó sẽ ra như thế này. Đó, do mình đã tạo sẵn view template cho nên nó ra sẵn như thế này cho mình. Đó thì cái các bạn làm á, các bạn sẽ tạo sẵn view template để mà khi bạn cắt ra nó sẽ, bạn sẽ apply vô, tự động apply luôn. Rồi thì cái này á, mình sẽ sử dụng là tag. Đó thì mình làm á, ưu tiên xài tag hơn là xài detail 2D. Rồi thì đơn giản này, tag cũng giống như hàng móng thôi. Rồi đây, thứ nhất là tag cốt chủ thì tg sub annotate nè, tag by carry nè, tag đây nó là quality ở đây. Thì khi mà bạn tag bằng cái cách tag là tag by carry mà bữa giờ mình hôm qua hôm nay mình dạy á, chỉ á, thì nó chỉ kết nối vào một cái như thế này. Bạn chọn là free end để mà điều chỉnh cái đích đến. Rồi thì bạn kéo như thế này ra nè. Rồi thì mình bữa hôm một cái chỉ á, để có cách đi theo 2D đây. Đó mình kéo này lên vậy thôi. Đó thì nó ra được giống như của này, các bạn thấy không? Lý do sao họ chia làm hai này, tại vì nối thép thì một mặt cắt không nối quá 50%, cho nên họ phải khi làm này họ phải chia ra để mà thằng này là nối ở cái giữa nhịp này, thằng kia nó giữa nhịp kia, cho nên hai thép này nó khác nhau, chiều dài nó khác nhau, cho nên Revit nó hiểu hai cái hàng là ba number khác nhau nên phải tác khác nhau như thế này. Rồi ok, trở lại mình đó là cách một là như vậy. Cách hai là gì? Cách hai mình sẽ chỉ cho các bạn một cách là multi rebar tag đây. Đó, nó thể tag cùng một lúc và nó sẽ kéo ra hết tất cả luôn. Thì khi nào nó tag được multi, khi mà các bạn sẽ dễ phép sử dụng cái lệnh là fix number này á, hoặc là những cái lệnh mà nó thuộc dạng là nó là một thanh thép mà nó kết nối nhau như thế này á, tức là bạn chọn một thanh mà nó được ba cái luôn á, là nó có sự một có liên hệ với nhau á, thì khi các bạn mới sử dụng lệnh multi rebar tag nè, chọn một là line thì là theo cái hướng của thằng thép, hai là line là theo đường thẳng nè. Đó bạn chọn này, kéo lên, kéo qua. Rồi thằng này á, mình chỉnh nó lại, tức là sao, nó là một cái system family và cái của nó, trong của nó là cái thằng tag, tức là cái của trong cái system family mà cái trong của nó lấy của hàng tag family thường, nó lấy của hàng tag by carry này á. Đây nó lấy của hàng tag by carry này nè.
nó làm lấy nó lấy ra để mà, tức là thằng này nó lấy ra để mà nó gộp lại chung ba mũi tên như thế này. Nó thì mình sửa lại thành